xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình Nhật ký Hành Trình. Những hình ảnh vừa qua, qua video clip các bạn có biết đó là ở đâu không ạ? Và tôi giới thiệu với các bạn một cái nơi rất là xinh đẹp, đó chính là đất nước Iran, mà đó chính là đất nước Ba Tư trong huyền thoại của chúng ta. Tất cả các bạn của chương trình Nhật ký Hành Trình đều có những cái ký ức tuổi thơ của mình với những cái câu chuyện Ba Tư trong câu chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm rất là thú vị. Và hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến với đất nước Ba Tư xinh đẹp. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Huy Tâm, tôi là một travel blogger. Và trong quá trình đi du lịch trước đây, tôi đã đi gần hết châu Á, tôi châu Âu và tôi có rất là nhiều tháng tôi sống ở Mỹ. Hiện tại bây giờ thì tôi đang làm việc cho một công ty về bảo hiểm nhân thọ và tôi có công ty riêng chuyên về sản xuất và cung cấp các sản phẩm về vải cho khách sạn. Cũng chia sẻ với các bạn về cái cách du lịch của tôi. Nghĩa là du lịch của tôi là tôi đi du lịch đụng các bạn ạ. Tức là đụng đâu đi đó. Và tôi thường là tôi không chuẩn bị trước tất cả các hành trình của mình. Tôi sẽ không chuẩn bị là tôi sẽ ăn cái gì, tôi ở đâu, tôi gặp ai. Bởi vì tôi tin rằng mọi cái chuyện gặp nhau, ở đâu, ăn cái gì, gặp cái gì, đó là một câu chuyện nhân duyên của cuộc đời của mọi chúng ta. Trong quá trình đi thì tôi hay viết lại các bạn ạ. Tôi hay viết lại những cái chuyến đi của mình để là một cách để chia sẻ với tất cả mọi người. Thì sau một thời gian thì tôi cũng may mắn là xuất bản được cuốn sách đầu tiên của mình là cuốn sách Bước Qua Thành Phố Lạ do những bạn trẻ phát hành độc quyền. Bước qua thành phố lạ, tựa sách đã không còn quá xa lạ đối với những độc giả Việt Nam đam mê du lịch và theo dõi những hành trình của Nguyễn Huy Tâm. Nguyễn Huy Tâm đã có những chuyến đi rong ruổi ở rất nhiều đất nước trên thế giới. Mỗi nơi anh đi qua đều là những trải nghiệm bất ngờ của một tinh thần tự do, thoát khỏi những nguyên tắc chật hẹp hàng ngày. Cuốn sách này dày khoảng 400 trang, tôi viết về 3 chương chính là về châu Á, châu Âu và những ngày tôi sống ở Mỹ. Tôi sẽ chia sẻ với bạn tất cả những cảm xúc của tôi khi đến thành phố lạ. Anh đã từng viết, nếu một ngày bạn phát hiện ra mình theo chủ nghĩa xê dịch, thì bạn đang tính toán để bước vào một cuộc chiến của chính mình, cuộc chiến chinh phục những con đường dẫn bạn ra thế giới. Dường như những điểm đến không còn quan trọng nữa, mà chính là hành trình để đến đó. Hãy bớt tính toán, hãy bớt nghi ngờ, hãy bớt lo sợ, hãy bớt sống bằng ý kiến số đông, chỉ bước đi rồi sẽ tới. Và hãy cùng Nguyễn Huy Tâm trải nghiệm Iran, một góc nhìn đầy mê hoặc và bí ẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay lại với Ba Tư huyền thoại nhé, đó là đất nước Iran. Trước đây, Iran là một trong những điểm nóng chiến sự, nhưng tình hình đã dịu bớt trong những năm gần đây. Hơn thế nữa, Mỹ cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Iran. Chính phủ nước này cũng đã siết chặt an ninh và tập trung vào phát triển du lịch, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm du lịch Iran trong năm nay. Không chỉ vậy, với việc là quốc gia có vé máy bay rẻ thứ 3 và giá cả rẻ thứ 8 trên thế giới, Iran xứng đáng là điểm du lịch hấp dẫn. Từ nhỏ tôi đã mê những câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm và ngày nào gần như ngày nào cũng đọc đi đọc lại. Và tôi thực sự là mơ ước một ngày được cởi tấm thảm bay để đến đấy. Điều đó nó hung đúc cho tôi một cái ý định. Và đợt vừa rồi thì tôi có một người bạn đến với Iran. Và sau đó người bạn đó về và bảo với tôi rằng anh hãy đến đấy một lần thử đi. Nó không có kinh khủng như mọi người thường hay tưởng tượng về cái đất nước này chỉ đầy hoang mạc, đầy súng đạn, đầy những con người nghèo khổ. No, nó không phải như vậy. Và tôi may mắn được người bạn này giới thiệu cho Đại sứ quán Việt Nam mình ở Iran. Và rất nhanh thôi, chú Thạch ở bên Đại sứ quán đã gửi cho tôi một cái thư mời để sang thăm đất nước Iran xinh đẹp. Chú hứa với tôi là đảm bảo xinh đẹp. Và may mắn khi mà tôi đến cửa khẩu thì người hải quan khi mà biết tôi đến từ Việt Nam đã rất vui vẻ và nhiệt tình để mà làm visa cho tôi ngay tại đấy với cái mức giá còn thấp hơn giá làm visa tại Việt Nam. Và thực sự là tôi đã bước vào Iran, đất nước Ba Tư xinh đẹp đó. Thì vừa bước ra khỏi cái sân bay thôi thì gần như là tôi đã bị choáng ngợp bởi đất nước Iran rồi. Bởi vì sao? Bởi vì trên những cái con đường cao tốc, bốn làn xe mỗi bên, trên những con đường cao tốc người ta chạy với tốc độ 140-150 cây số giờ thì gần như không có một cái bóng dáng nào của bom đạn, của chiến tranh, của hoang mạc cả. Và đó là một cái thành phố rất là thịnh vượng. Người tài xế taxi luôn miệng nói với tôi những câu chuyện về đất nước Iran và giọng tiếng Anh của ông rất là chuẩn. Khác xa với cái trí tưởng tượng của tôi là qua bên đó có lẽ là tôi không giao tiếp được với người bản địa. Những kinh nghiệm du lịch Iran an toàn, tự túc sẽ được Huy Tâm chia sẻ trong nhật ký hành trình ngày hôm nay sẽ là cảm năng giúp các bạn có chuyến đi trải nghiệm tuyệt vời nhất. Một khi đã đến đất nước Iran thì các bạn biết nổi tiếng nhất về cái gì không ạ?
đó chính là những chiếc thảm mà trong truyền thuyết gọi là những chiếc thảm bay. Thì các bạn đừng quên mua về một chiếc nhé, để trong nhà của mình. Những ngày mà trước khi tôi bay sang Iran thì tôi có một tuần ở Thổ Nhĩ Kỳ, và thực sự là tôi rất là ngán ngẩm với cái món bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, vì gần như là tôi không còn sự lựa chọn khác. Nhưng khi sang đến Iran thì may làm sao Iran người ta vẫn ăn cơm giống như Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà cái loại cơm người ta nấu ra, nó người ta bỏ muối hay cái gì vào đó mà nó mặn mặn mặn, chứ nó không phải là nó là cơm trắng như Việt Nam mình. Và xung quanh khách sạn tôi ở thì nó có những cái con đường người ta bán rất là nhiều cửa hàng bánh mì. Và bánh mì Iran cũng là một đặc sản rất là ngon, và có rất là nhiều loại bánh mì khác nhau. Tôi nghĩ là hơn 40 loại bánh mì khác nhau được bày bán Iran. Nhưng mà có một thứ mà tôi vô cùng ấn tượng và gần như ngày nào tôi cũng đến đó để tôi mua về, đó chính là những cái loại trái cây rất là đặc thù của Iran. Đó chính là những loại cam, loại chanh, nhưng mà bên trong rất là ngọt. Ngay cả châu Âu hay ở Mỹ tôi cũng chưa bao giờ gặp những cái loại đó. Tôi quyết định là tôi dành vài ngày để đi đến cái thủ đô Tehran của Iran. Thì những địa điểm ở thủ đô Tehran nó khá là đặc biệt, và các bạn có thể tham quan một số địa điểm như sau. Grand Bazaar. Grand Bazaar là cái chợ lớn nhất của Iran, là cái chợ lớn hơn 10 km², nghĩa là rất là lớn, lớn khủng khiếp. Và thậm chí người Iran ở đó, người ta có thể là người ta chưa đi hết cái chợ đó một lần nào cả. Thì các bạn có thể tham quan ở trong chợ, và rất nhiều bày bán rất nhiều gia vị, rất nhiều vàng bạc, rất nhiều loại trái cây rất ngon, thức ăn, những sản phẩm khô của Iran ở trong đó. Và quan trọng hết là các bạn có thể gặp gỡ những người dân địa phương rất là hiền lành và thân thiện. Địa điểm thứ hai các bạn có thể tham quan, các bạn có thể xem tấm hình sau đây. Các bạn có tin đây là Iran không ạ? À? Một cái núi hoàn toàn là phủ tuyết trắng như thế này. Và cái việc mà trượt tuyết đó là một cái môn thể thao khá là quý tộc ở những đất nước châu Âu. Nhưng ở Iran có một rất nhiều khu trượt tuyết như thế này. Khi mà tôi đến, tôi hỏi công ty cho thuê trượt tuyết là cái dịch vụ này bao nhiêu, thuê dụng cụ trượt tuyết và thuê người hướng dẫn viên, thì tôi được chia sẻ một cái giá cũng không hề rẻ một tí nào, $100. Tôi cũng khá là ngần ngại cho cái giá này, bởi vì tôi chưa bao giờ trượt tuyết cả. Và sau khi anh nghe tôi đến từ Việt Nam và tôi đã từng viết những cuốn sách về du lịch, thì anh ấy vui vẻ một cách không thể tưởng tượng được. Và anh ấy nói với tôi một câu thôi: bạn, tôi sẽ để cho bạn trải nghiệm tất cả dịch vụ ở đây, và bạn không phải trả một đồng nào cả. Và đổi lại, bạn hãy viết về đất nước của chúng tôi, viết về những gì bạn nhìn thấy. Đó chính là lý do mà tôi đến với chương trình này, để tôi chia sẻ với các bạn về một Iran như thế. Và một điểm đến mà các bạn không thể bỏ qua, đó chính là Milad Tower. Đó chính là tòa nhà cao thứ 6 trên thế giới và cao nhất ở Iran. Từ tòa nhà này các bạn nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Iran thịnh vượng như thế nào. Và sau lưng Milad Tower là một cái núi tuyết rất là xinh đẹp, và lúc nào cũng có cái phần đỉnh màu trắng, giống như là các bạn xem hình ở núi Phú Sĩ đúng không ạ? Vâng, núi này cũng giống y như vậy. Và lúc nào cái phần top của cái ngọn núi này cũng toàn là tuyết trắng. Và từ ngay chỗ Grand Bazaar, chợ trung tâm, chúng ta có thể đi bộ khoảng chừng 5 phút, hoặc có những cái đoàn xe rất là giống như là xe lửa Việt Nam mình vậy, nhưng mà nó chạy bằng bánh, thì chở các bạn thẳng đến Golestan Palace. Thì đó là một khu gần như là một khu bảo tàng rất là nổi tiếng. Khi tôi đến đó thì rất là nhiều đoàn học sinh, các em còn rất là bé, được các cô giáo dẫn đến để tham quan. Thì các bạn có thể tìm hiểu về văn hóa Iran, các bạn có thể tìm hiểu về văn hóa của những quốc gia châu Âu ở trong đó luôn cả. Iran là một quốc gia Hồi giáo và khá là cực đoan. Thì khi mà để các bạn đến với Iran thì có một số lưu ý như sau. Iran không ăn thịt lợn, cho nên các bạn lưu ý là khi đến Iran thì không mang theo bất cứ một cái gì được làm thịt lợn nhé. Người Iran thì theo đạo Hồi, nhưng mà phụ nữ ở Iran người ta không có che cái mạng ngăn mặt như là một số quốc gia Hồi giáo khác, chủ yếu là chỉ che phần tóc thôi. Nhưng mà lưu ý một điều, đối với luật
Hồi giáo thì một người dân tộc khác, một người tôn giáo khác sẽ không được có bất cứ một quan hệ nào với một người phụ nữ Iran. Thì đó là luật cấm và chúng ta có thể bị ở tù các bạn ạ. Thêm một cái lưu ý khi đến đất nước Iran nữa thì thường là trong tưởng tượng của chúng ta thì đất nước Iran nó sẽ là nhiều hoang mạc và rất là nóng đúng không ạ? Không, khi tôi đến Iran thì nhiệt độ của nó khoảng chừng là 3-4 độ C, rất là lạnh. Và Iran nó cũng giống như các quốc gia gần đấy, quốc gia châu Âu khác, nó gồm có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Và bạn tôi nói rằng có những ngày Iran gần như là chìm ngập trong tuyết, gần như -10 độ C, -7 độ C là chuyện rất là bình thường vào mùa đông. Và vào mùa hè thì thời tiết nóng kinh khủng. Và có những vùng của Iran thì gần như là thời tiết nóng nhất thế giới vào mùa hè. Còn bạn sẽ hỏi tôi là nếu là phụ nữ thì có nguy hiểm gì khi đến đất nước Iran không ạ? Hoàn toàn không các bạn nhé. Có nghĩa là người đàn ông Iran rất là lịch sự và người phụ nữ Iran thì rất là vui vẻ khi đón chào những người khách lạ đến từ khắp nơi trên thế giới. Đối với những bạn nữ thì cứ đến Iran một cách thoải mái đi các bạn ạ. Bởi vì khi một người đàn ông nào đấy có một hành động không đúng chuẩn mực đối với người phụ nữ thì luật Hồi giáo người ta phạt rất là nghiêm. Khi mà tôi đến đấy thì tôi nhìn thấy rằng ở trong những cái chợ của Iran hầu như là hoàn toàn không có phụ nữ buôn bán. Phụ nữ chỉ đến siêu thị mà thôi. Còn trong tất cả các chợ khi tôi đến Grand Bazaar là chợ lớn nhất Iran, hơn 10 km², thì tất cả những người bán hàng ở trong đó là đàn ông. Và tất cả những người đi mua hàng ở trong chợ đó là đàn ông các bạn ạ. Không tìm thấy bóng dáng của người phụ nữ nào cả. Bởi vì thường là phụ nữ Iran người ta nói là không nên đến những cái nơi mà quá nhiều đàn ông như vậy. Và thực sự là tôi đến với Iran bởi vì một cái niềm tin vào cái thư mời của Đại sứ quán Việt Nam mình tại Iran. Và tôi đã bắt taxi để đến Đại sứ quán để cảm ơn chú Thạch về những cái gì mà chú đã làm cho tôi. Cộng với cái việc đó là cho tôi một cái niềm tin mãnh liệt rằng đất nước này hoàn toàn an toàn và xinh đẹp. Có một câu nói mà tôi rất là ấn tượng trong quá trình đi của mình. Đó chính là travel is about to express, not about to impress. Đó chính là du lịch là để bày tỏ bản thân mình, nó không phải là cách để gây ấn tượng các bạn ạ. Có nghĩa là chúng ta đi là để cho chúng ta, để thay đổi cái nhân sinh quan của chúng ta và để cho những ngày sống của chúng ta trở nên vô cùng đặc biệt. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ của mình về đất nước Iran xinh đẹp. Và nếu mà có một dịp nào đó khi đến với Iran thì các bạn hãy cứ mạnh mẽ lên, cứ mạnh dạn bước đi, đừng ngại ngần gì cả. Bởi vì đó là một nước rất là an toàn để chào đón tất cả các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Ở châu Á có khá nhiều núi lửa, trong đó Indonesia có lẽ là nước có nhiều núi lửa nhất. Khi mà bình minh lên thì tất cả những điều tuyệt vời nó ùa tới. Đón xem chương trình Nhật ký hành trình lúc 17:45 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần chỉ có trên VTV9.